Sau gần 2 năm, thành phố Đà Nẵng thí điểm hệ thống phần mềm quản lý, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao cho các cơ quan đơn vị địa phương đã có những kết quả tích cực. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý vận hành hệ thống phần mềm tại địa chỉ website http://điềuhanhvp.danang.gov.vn để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ thông tin về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong năm 2019, thành phố Đà Nẵng đã giao cho các sở ngành, các cấp quận huyện tổng số hơn 13.300 nhiệm vụ. Kết quả có hơn 11.000 nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt hơn 83%, trong đó hoàn thành đúng hạn gần 8.000 nhiệm vụ, quá hạn trên 2.000 nhiệm vụ.